Sau đợt hạn mặn lịch sử 2015-2016, chính phủ đã quyết định giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư một loạt các công trình thủy lợi với mục tiêu kiểm soát mặn ngọt, đảm bảo sản xuất và cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thống kê của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, giai đoạn 2016-2020, khoảng 6 công trình thủy lợi đã và đang được triển khai, tổng mức đầu tư ước tính lên tới trên 5.400 tỷ đồng. Giữa tâm điểm hạn mặn vừa qua, hàng loạt công trình như hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, cống Âu Thuyền Ninh Quế, hệ thống cống Vũng Liêm, Bông Bót, Tân Dinh, cống Âu Nguyễn Tấn Thành đã phát huy hiệu quả rõ nét. Trong giai đoạn 2021-2025, 8 dự án thủy lợi tiếp tục được đầu tư cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, không để tiếp diễn câu chuyện mỗi năm xâm nhập mặn càng sâu. Việc đầu tư các công trình thủy lợi được nghiên cứu theo hướng điều tiết ranh giới đường biên mặn ngọt ít biến động nhất, liên kết giữa các vùng và giữa các công trình với nhau một cách kỹ lưỡng, khoa học, đúng với quan điểm đầu tư không hối tiếc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian qua đã có nhiều thông tin bàn luận xoay quanh vấn đề đầu tư công trình thủy lợi để ngăn mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù có nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng tụ chung đều hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Và tất nhiên không thể phủ nhận, những tháng đầu mùa khô năm 2023-2024, với diễn biến gay gắt của hạn mặn, các công trình thủy lợi đã được đầu tư, đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc ngăn mặn, giữ ngọt để đảm bảo an toàn cho các vùng sản xuất. Và để có giải pháp quản lý cũng như là cơ chế vận hành nghiêm ngặt phù hợp cho các công trình, hôm nay Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Vâng, xin chào quý khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Hừng, khoa khoa học thủy lợi, trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và để mở đầu cho chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì xin được hỏi Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, và ông đã từng chia sẻ một cái quan điểm rằng là các giải pháp đầu tư công trình thủy lợi cho đồng bằng sông Cửu Long là phải đảm bảo theo nguyên tắc là không hối tiếc. Vậy cái nguyên tắc này sẽ được lý giải cụ thể như thế nào ạ? Chúng ta biết là thế giới ngày nay thay đổi rất là nhanh chóng, từ những cái thay đổi của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển như là vũ bão của khoa học công nghệ. Có những việc mà chúng ta mới thấy đó là tiên tiến, nhưng mà nó sẽ trở nên lạc hậu rất là nhanh. Rồi những cái biến động của thị trường. Vì vậy á, mà tất cả những cái công trình mình đầu tư xây dựng, trong đó có công trình thủy lợi, phải hết sức cân nhắc, vừa đáp ứng cái yêu cầu của hiện tại, nhưng mà phải nhìn tới cái xu hướng phát triển của tương lai. Các nhà môi trường ở trên thế giới, đặc biệt là những năm gần đây đó, khi mà các chuyên gia trong và ngoài nước tham vấn cho cái quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cũng đề cập rất là nhiều đến cái nguyên tắc không hối tiếc hay là ít hối tiếc nhất khi mà đầu tư phát triển đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có cái việc đầu tư cho các công trình thủy lợi. Điều đó phải hiểu rằng là đây là một cái nguyên tắc mà quản trị về rủi ro. Khi mà những cái điều mà chúng ta chưa chắc chắn lắm thì cần phải được có những cái giải pháp để ít cái rủi ro nhất. Và như thế thì khi mà quyết định những công trình đầu tư lớn, những công trình đầu tư mà trước cái tiêu cực nhưng mà nó có cái tính là biến động rất là nhanh thì phải hết sức cân nhắc, được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, và người ta gọi chung đó là nguyên tắc không hối tiếc hay là ít hối tiếc nhất cho những cái công trình, trong đó có công trình thủy lợi. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông Trần Văn Hừng, thì được biết thì từ đầu mùa khô năm 2023-2024 đến nay thì xâm nhập mặn chưa ghi nhận những cái thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp. Như vậy ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của các công trình thủy lợi mang lại cho vùng ạ? Qua những các năm qua thì chúng ta thấy rằng các cái một trong những cái mà nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển cực kỳ nhanh. Từ những năm sau khi mà chúng ta xóa bao cấp từ năm 90 là từ cái chỗ sản lượng hay nông nghiệp của mình còn thiếu ăn đến dư thừa và xuất khẩu.
và những năm gần đây thì nói chung là cái lương thực của mình khá ổn định và dần dần đi vào chất lượng. Do vậy cho thấy là cái việc sản xuất nông nghiệp của mình nó căn cứ một trong những cái là công trình thủy lợi là tạo cái nguồn nước. Do vậy thành ra cái một trong những nguồn nước ngọt nó đủ để cho cái sản xuất nông nghiệp nó phát triển và dẫn đến cái sản lượng nông nghiệp của mình không ngừng tăng. Có được cái năng suất khá tốt. Ngoài ra thì một trong những cái nữa là chúng ta thấy ngoài cái công trình thủy lợi thì các cái hệ thống đê bao nó mình ở đồng bằng thì nó có một cái được cái là đê là đường, và chính vì vậy cái giao thông của mình cũng cực kỳ phát triển, và đặc biệt là giao thông nông thôn làm cho cái đời sống của người dân ngày càng phát triển. Một trong những vấn đề mà tôi quan tâm nhiều nhất nữa là vấn đề về khoa học kỹ thuật. Mà chúng ta thấy rằng những năm gần đây thì các công trình thủy lợi của mình ngày càng lớn, và mình tự làm, tự quy hoạch, tự thiết kế và tự thi công và ngành quản lý khá tốt, và dẫn đến các cái hệ quả sản xuất nông nghiệp của mình tương đối khá ổn định và khá tốt. Nhân xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Nằm ở hạ nguồn sông Hậu, huyện Kế Sách được biết đến là vùng ngọt của tỉnh Sóc Trăng, với thế mạnh về sản xuất lúa và cây ăn trái. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn lại chưa có công trình ngăn mặn. Hệ thống thủy lợi hở này khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa khô. Huyện Kế Sách thì có diện tích đất nông nghiệp là khoảng hơn 27.300 hectare. Thì trong đó là diện tích cây ăn trái là gần 18.100 hecta, và còn lại là 9.400 hecta là sản xuất lúa 3 vụ trên năm. Từ đầu mùa khô tới giờ thì trên địa bàn huyện Kế Sách đã xuất hiện 4 cái đợt mặn. Độ mặn cao nhất tại dầm Nhâm Nghỉ thì lên tới 6,7 phần ngàn và tại thị trấn Kế Sách là 5,1 phần ngàn. Với cái độ mặn này thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần lớn các loại cây trồng của huyện, từ lúa cho tới cây ăn trái. Trước tình thế này, nhiều nông dân ở Kế Sách phải đầu tư hệ thống tưới tự động. Tuy chi phí ban đầu khá cao, nhưng giúp gia đình tiết kiệm nguồn nước và hạn chế tình trạng phân bón bị trôi. Để khép kín hệ thống thủy lợi toàn tỉnh, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đầu tư hệ thống công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam Sông Hậu. Đây là hệ thống công trình được đánh giá có quy mô lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng, bao gồm 5 cống lớn: Mương Khai Hai, Trà Ích, Cái Trưng, Cao Trường và Trà Quýt và Âu Thuyền Rạch Mộc. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi một số hình ảnh tại công trường thi công Âu Thuyền Rạch Mộc nằm giáp ranh giữa huyện Long Phú và Kế Sách, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ nguồn nước ở vùng Nam Sông Hậu. Từ công trình này, kết nối đến vấn đề mà trước đó chúng ta đã trao đổi, thì tiến sĩ Trần Hữu Hiệp có thể cho biết ý kiến của ông như thế nào đối với hiện nay thời gian qua có một số chuyên gia cho rằng đó là việc đầu tư công trình thủy lợi nó chưa hợp lý. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Thì thủy lợi tức là mang lại những cái lợi ích từ nước, từ tài nguyên nước, nhưng mà kèm bên đó thì nó cũng có cái thủy hại. Tức là nếu như chúng ta đầu tư mà đi ngược lại với những cái quy luật tự nhiên, đặc biệt là nó có thể thay đổi cái điều kiện tự nhiên, nó thay đổi cái nhu cầu phát triển, nó thay đổi thì nó sẽ trở nên đối ngược lại, đối nghịch lại, và những cái ý kiến trái chiều về cái việc đầu tư một số cái công trình thủy lợi cũng cần được ghi nhận và đánh giá. Chúng ta biết là trước đây chúng ta đầu tư các công trình thủy lợi thì phục vụ cho một cái mục tiêu lớn là ngăn mặn giữ ngọt. Một số cái vùng ngọt quá, thí dụ như ngọt quá bán đảo Cà Mau, ngọt quá cái vùng ở Gò Công của Tiền Giang. Điều đó là không sai với cái yêu cầu phát triển của thời gian đó, bởi vì lúc đó chúng ta cần là một cái chương trình lương thực quốc gia và xuất khẩu. Tuy nhiên, với cái yêu cầu hiện nay, nó đã có thay đổi. Trong cái cơ cấu phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã được dịch chuyển từ lúa gạo, trái cây, thủy sản sang thủy sản, trái cây, lúa gạo. Điều đó cho thấy rằng, đặc biệt là khi mà có cái quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch của 13 tỉnh thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,
thì hình thành rất là rõ ba cái vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Tương ứng với đó là những cái kịch bản phát triển không chỉ là trồng lúa mà còn ưu tiên cho phát triển trái cây và nuôi thủy sản thì tận dụng nước mặn. Vì vậy đặc biệt là trong cái mùa khô năm nay, cái hạn mặn thì nó xuất hiện cái tình trạng là ở những cái vùng ngọt quá như là bán đảo Cà Mau hay là ở Gò Công thì cái tình trạng cái đường giao thông nó bị sụt lún và cho thấy rằng cần phải xem xét lại vấn đề ngọt quá với những cái công trình thủy lợi. Vì vậy cần phải xem xét rà soát lại. Tuy nhiên thì phải thấy được rằng là đầu tư cho thủy lợi là cần thiết, nhưng phải phối hợp không chỉ nhìn ở góc độ một địa phương, một tỉnh mà cần phối hợp theo cái điều kiện tự nhiên, tôn trọng cái quy luật tự nhiên nó vận hành và cái yêu cầu phát triển của cả vùng thì nó mới đáp ứng được cái sự phát triển trong thời gian tới. Dân xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông Trần Văn Hưng, đứng ở góc độ là cái cơ quan nghiên cứu về kỹ thuật thủy lợi thì quan điểm của ông như thế nào đối với là việc đầu tư công trình thủy lợi kiểm soát mặn nói riêng và thủy lợi nội đồng nói chung ạ? Khi mà chúng ta làm các công trình ngăn mặn thì mặn nó không, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái công trình sắp tới chúng ta xây chẳng hạn thì hiện tại về các cái cửa sông kiểu gạch mọp chẳng hạn là nó đang là dùng nước lợ. Như vậy là khi mà chúng ta ngăn mặn á, thì bình thường nếu mà không có công trình là cái dòng nước mặn nó được chảy vào trong kinh. Đấy. Khi mà chiều nó xuống thì cái lượng nước nó lại được ra sông. Do vậy thành ra là khi mà nước ở trên sông Hậu nó đổ về thì cái tổng cái lượng của cái nước á, mà nó làm cho cái dòng chảy chúng ta nó không có thay đổi. Nhưng mà khi mà chúng ta ngăn lại thì cái lượng nước nó không có vào và cái lượng nước nó không có nhả ra. Do vậy thành ra khi mà cái dòng chảy trên sông Hậu nó đổ về chẳng hạn thì dẫn đến là các cái sự thay đổi về lượng và về chất. Cái việc mà mình làm công trình nếu mình vận hành không khéo thì những cái công trình mà lấy nước, nước sinh hoạt, ví dụ dọc trên sông Hậu chúng ta chẳng hạn thì có một số công trình mà nó trước đây nó có thể ngọt quanh năm nhưng mà nó phải có một thời gian lợ. Và một số công trình mà nó đang bị lợ thì có thể là bị mặn không lấy nước được luôn. Đấy là một trong những cái vấn đề mà đối với công trình ngăn mặn nó xảy ra cho các trên một cái hệ thống sông. Ngoài ra thì công trình ngăn mặn nó cũng ảnh hưởng đến cái vùng ven biển, cửa sông. Tại vì khi mà chúng ta thay đổi cái môi trường, tức là cái lượng nước mà nếu bình thường thì nó là mặn. Nhưng mà mình có cái cửa cống mình ngăn ở gần cửa sông, cửa biển. Do vậy thành ra khi mà nước ngọt nó sẽ ra ngoài biển là nó làm cho nước nó lợi và nó thay đổi môi trường, làm cho cây nó thay đổi và dẫn đến là cái hệ sinh thái ở bờ biển ven sông là sẽ suy thoái và dẫn đến những cái tình trạng như chúng ta hiện nay chúng ta thấy nó cũng sạt lở khá nhanh. Ngoài ra thì nếu mà trong vùng dự án cũng vậy, khi mà chúng ta vận hành thì các cái nguồn nước mà các ở cái khi mà chúng ta mở cửa cống hay là chúng ta vận hành thì các cái mực nước ở trên sông và cái lượng nước nó cũng thay đổi và nó ảnh hưởng không phải ở trong cái vùng đó không mà nó còn ở xa. Vâng, như ông trao đổi thì có thể thấy là cái việc đầu tư các công trình thủy lợi nó tốn kém một cái chi phí khá là lớn. Như vậy thì để làm sao mà trong cái quá trình mà khi đưa vào vận hành mình có thể phát huy được hiệu quả của nó để giải quyết những cái vấn đề như hồi nãy giờ chúng ta đã trao đổi ạ? Khi mà vận hành một công trình thủy lợi thì chúng ta về nguyên tắc là chúng ta phải phát triển, về nguyên tắc là do một trong những cái nhu cầu là phát triển kinh tế xã hội là mình phải cân đối. Ví dụ như mình trả giá môi trường cho cái chuyện này là bao nhiêu tiền và mình phát triển được bao nhiêu. Đấy. Còn nếu như mà mình cứ giữ, nếu mình giữ một cái quan điểm cơ khư là để bảo vệ môi trường, như vậy là mình không làm gì hết thì mình không phát triển. Nếu mình không làm gì hết thì mình đi bộ, đi xe đạp. Còn nếu mình phát triển thì mình có tiền mua xe, mình đi xe, rồi mình có điều kiện phát triển hơn. Thì về nguyên tắc là nó phải là một bài toán kinh tế, kỹ thuật và kinh tế môi trường. Và hiện tại giờ mình, cái khó là mình phải đánh giá được cái kinh tế về môi trường.
Và hiện tại giờ mình các cái dự án công trình là đánh giá cái đó là chưa thực sự nó một cách mà nó chặt chẽ và nó sáng sát nhất, tại vì nó cực kỳ khó. Mà tôi nghĩ trong những cái thời gian này thì nếu mình có nhiều cái vấn đề đề tài mình nghiên cứu, bây giờ mình có nhiều công trình thì đang làm rồi nó vận hành thì mình xem xét lại. Thì ở đây thì cần huy động các cái nhiều nhà khoa học đi vào xem xét cơ bản để chúng ta có thể sau này khi mà chúng ta muốn đầu tư một công trình mới thì chúng ta lập cơ sở để mà thẩm giá nó. Dạ. À, rất cảm ơn những cái chia sẻ của ông. Có thể là đây là những cái ý kiến góp ý rất là cần thiết cho các đơn vị đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trong thời gian sắp tới. Hiện nay cũng có quan điểm cho rằng đó là chúng ta đang phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng là thuận thiên. Như vậy thì việc đầu tư các công trình thủy lợi này nó có đi ngược với cái quan điểm thuận thiên của chúng ta hiện nay không? Đầu tiên phải hiểu đúng về cái quan điểm phát triển thuận thiên. Thuận thiên là cái cách diễn đạt dân dã một cái chủ trương định hướng, cái quan điểm phát triển, tư duy tiếp cận trong phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện trong nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long, được thể hiện trong nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, và đặc biệt là trong cái quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng thể hiện cái này. Nhưng mà câu chữ chính xác đó là tôn trọng quy luật tự nhiên, không can thiệp thô bạo vào tự nhiên, và chủ động thích ứng với lựa chọn những cái mô hình và phải căn cứ vào điều kiện thực tế để phát triển bền vững. Cái việc mà đầu tư cho cái công trình thủy lợi thì đầu tiên không phải vì những cái bộc lộ, những cái bất cập hiện nay mà chúng ta từ bỏ nó. Phát triển nền nông nghiệp thuận thiên vẫn phải sử dụng tôn trọng quy luật tự nhiên, thích ứng, nhưng mà cũng rất cần công nghệ chứ. Thế giới ngày nay người ta phát triển, các quốc gia phát triển công nghệ đầu tư trong lĩnh vực thủy lợi, những cái công nghệ trong sản xuất, anh mà phải thích ứng và đây là cái lợi thế, anh phải cần nguồn vốn chứ, phải cần con người chứ, con người phải có kiến thức chứ, không thể thì thuận thiên là trời mưa trời nắng thì mặc kệ. Thì quan điểm của tôi nhìn ở cái góc độ phát triển cái nền nông nghiệp cũng như là những công trình thủy lợi cần phải hiểu đúng và vận dụng nó phù hợp thì mới phát huy được hiệu quả. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Xin được hỏi ông Trần Văn Hừng quan điểm của ông như thế nào khi mà chúng ta vận hành các công trình kiểm soát nguồn nước ở trên các hệ thống sông hiện nay thì làm sao để đảm bảo được giữ được cái quy luật tự nhiên vốn có của nó? Khi mà các công trình thủy lợi xây dựng ra, và đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long mình là cái địa hình đó bằng phẳng, và do vậy thành ra các cái hệ thống công trình mỗi vùng mỗi khác mỗi kiểu, và vấn đề ở chỗ là khi mà chúng ta vận hành công trình ở vùng mặn, vận hành ở công trình ở vùng lũ thì nó có sự coi như là mình gọi là cái sự liên kết nó không có, và nảnh ai nấy làm. Ví dụ như ông mặn thì ông giữ, ông mặn ông ngọt nhưng mặn ông ngọt, và chính vì vậy thì nó có những cái nhiều, có một số vấn đề xảy ra sự tranh chấp về cái nguồn nước đấy. Thì về nguyên tắc là khi mà sau khi chúng ta làm công trình thì đến thời điểm nào đó nó sẽ có một cái trạng thái cân bằng, và cái trạng thái cân bằng đó nó không phải là khi chúng ta làm rồi nó có ngay, nó phải mất nhiều thời gian, thì nhanh thì cũng 5 năm 10 năm và có thể nhiều năm nó mới có một cái cân bằng mới, và cái người dân phải thích ứng với các cái điều kiện đấy. Như vậy thành ra cái việc mà đối mặt với cái câu chuyện các công trình thủy lợi ở đồng bằng mình đó, thì các nhà khoa học mình phải đánh giá lại cái ví dụ vùng nào sản xuất cái gì và mình phân vùng, rồi hiện tại giờ nó có những cái thuận lợi, những cái khó khăn gì đấy, và cái điều khiển của công trình nó làm sao, nó ảnh hưởng đến cái việc đó làm sao. Và một trong những cái là chúng ta có thể phải ngồi lại
quy hoạch lại dùng nào làm cái gì và điều khiển công trình để tất cả mọi cái nó chân chu và nó có một cái lợi ích và cái tổng thể nó đi lên chứ không đi xuống. Và nếu như mà mọi người làm mỗi một kiểu thì chắc chắn nó không có thuận. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, nếu nói về một cái giải pháp bền vững cho các công trình thủy lợi thì ông sẽ chia sẻ về vấn đề gì ạ? Để bền vững thì không thể mặc đồng phục cho các công trình thủy lợi của tất cả các địa phương. Đặc biệt là khi có hạn mặn mà khốc liệt những năm xảy ra này, thường các địa phương thì ai cũng muốn đầu tư công trình của mình. Đó. Như vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự lãng phí. Tính bền vững đó, nó lãng phí. Cái lợi thứ ba nữa là nước cho cái nhu cầu giao thông đường thủy. Khi mình đầu tư những cái công trình thủy lợi này, mình phải tính làm cái cống, phải tính toán đến cái chuyện giao thông. Anh làm cống, anh phục vụ cho cái việc là nông nghiệp không, mà không tính giao thông là không được. Sẽ cản trở cái một cái lợi thế rất lớn của đồng bằng sông Cửu Long là giao thông đường thủy. Và cuối cùng phải thấy được rằng nước sinh thái hết sức quan trọng. Nó là cái điều kiện để tạo cái sự đa dạng sinh học và nó trung hòa cái điều kiện khí hậu, nước bốc hơi để nó giảm cái nhiệt độ chẳng hạn. Thì tất cả những cái này nè, đó là cái yêu cầu thứ nhất, phải hiểu và vận dụng đúng đó. Cái thứ hai là phải có cái bài toán tổng thể cân bằng về cung cầu nước, mà không chỉ nhìn ở một địa phương, ít nhất là ở một vùng và liên vùng thì nó mới giải quyết được. Và gắn với các công trình thủy lợi thì phải ngoài cái nguyên tắc không hối tiếc như đã trao đổi đó, phải đảm bảo cái nguyên tắc là chi phí và lợi ích. Chi phí lợi ích ở đây, chi phí hiện tại và cái lợi ích hiện tại cũng như tương lai. Và cuối cùng là cái yêu cầu thứ ba đó là phải đảm bảo cái nguyên tắc liên kết vùng, liên vùng. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, như chúng ta đã nói thì đúng là vấn đề gì cũng sẽ có hai mặt. Việc đầu tư các công trình thủy lợi thì bên cạnh những cái hạn chế mà từ đầu chương trình chúng ta đã chỉ ra thì những cái hiệu quả mà nó mang lại cho vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua thì cũng đã chứng minh rất là rõ. Như vậy thì xin được hỏi ông Trần Văn Hừng, trong thời gian sắp tới thì việc đầu tư các công trình thủy lợi cần phải tính toán và cân nhắc như thế nào ạ? Thì hiện tại giờ mình như đối mặt, hiện tại giờ mình thấy là cái vấn đề hạn mặn rồi, vấn đề nữa là cái ngập trong cái mùa mưa lũ, đặc biệt là ở các cái thành phố như thành phố Cần Thơ. Như vậy là vấn đề câu hỏi đặt ra là cái vận hành của các công trình thủy lợi hiện tại chúng ta đã có dính dáng gì hay không, ví dụ Cần Thơ chẳng hạn, thì là một, cũng là một câu chuyện nó liên quan. Tuy nhiên nó cũng nói một khía cạnh không thì cũng chưa đủ. Thì có thể nói là như trước đây chúng ta thấy rằng cái tất cả cái đó nó liên quan đến cái lượng nước mà nó trữ. Như chúng ta biết là trước đây là các cái vùng như là Tứ Giác, Long Xuyên, Đồng Tháp 10 là cái chỗ mà nó trữ nước trong mùa lũ và nó nhả nước trong mùa nắng, mùa kiệt. Và như vậy là nó dẫn đến cái môi trường sinh thái nó cân bằng. Tuy nhiên những năm gần đây do mình phát triển nông nghiệp, rồi mình đê bao và tất cả các công trình thủy lợi trong mùa lũ thì mình bơm nước ra hết để mình sản xuất. Nó dẫn đến nước nó không có chỗ ở thì nó ở trên sông và nước nó sẽ lên. Thành ra ngày xưa là nước nó ở trên đồng, bây giờ nước nó ra thành phố là vậy đó. Thì một trong những cái là cái việc mà các cái công trình thủy lợi chúng ta cũng phải xem xét vận hành thế nào để giải quyết được các vấn đề đó cũng là một câu chuyện. Dân, câu hỏi cuối cùng xin được dành cho tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Như ông đã có chia sẻ thì cái việc liên kết vùng giữa các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ phát huy được hiệu quả như thế nào cho các công trình thủy lợi ạ? Liên kết vùng là vấn đề lớn được đề cập rất nhiều năm qua. Và nó cũng được thể hiện trong những cái chủ trương, nghị quyết, văn bản, đặc biệt là trong cái quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch của 13 tỉnh thành mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhưng mà nhìn ở cái góc độ là những cái công trình thủy lợi thì tôi quan tâm ba cái việc sau đây. Thứ nhất là khi quyết định đầu tư bất kỳ một công trình thủy lợi nào, cho dù nó nằm trọn trên địa bàn một địa phương thì phải tính đến yếu tố liên kết vùng. Bởi vì tài nguyên nước là nó không có ranh giới hành chính tỉnh. Anh phải tính cái tác động của nó. Cái thứ hai nữa là anh phải tính
cái liên kết trong cái mục tiêu sử dụng, cái mục đích sử dụng, không chỉ là cho dù cái công trình đó là ngành nông nghiệp quản lý, mà nông nghiệp thì thường ưu tiên cho cái nông nghiệp và thủy sản. Anh phải tính toán đến cái chuyện giao thông, anh phải tính toán đến cái tài nguyên, anh phải tính toán đến cái bố trí dân cư. Như vậy cái liên kết vùng từ công trình thủy lợi nó nhìn rộng ra, vượt ra ngoài cái ngành nông nghiệp. À, vấn đề thứ ba là chúng ta phải nghĩ đến một cái tiếp cận mà nó không chỉ là theo những cái thủ tục hành chính. Thường thì một cái công trình đầu tư đó thì hoặc là theo ngành, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương nó quản lý như thế. Nếu mà dẫn theo cái kiểu đó thì ai cũng ưu tiên cho ngành mình. Vì vậy cái vai trò của hội đồng điều phối vùng đó, hết sức quan trọng trong cái điều tiết để đảm bảo cái tích hợp được đa mục tiêu này. Cái thứ hai nữa là công trình thì thường nó gắn với một địa phương nào đó làm chủ đầu tư. Thì ai chủ đầu tư thì ưu tiên cho địa phương mình. Và ưu tiên như vậy thì có thể có những xung đột về lợi ích. Mà chúng ta đã thấy cái xung đột về nguồn nước. Có địa phương thì ưu tiên sử dụng nước ngọt. Đầu tư công trình này ngăn lại để giữ nước ngọt. Nhưng mà có địa phương thì lại muốn sử dụng nước mặn. Cho nên nó xảy ra cái tranh chấp phân ranh mặn ngọt. Thì tất cả những cái này phải đặt trên cái bàn nghị sự của cái hội đồng điều phối vùng. Trong các vấn đề thì vấn đề về thủy lợi, vấn đề về điều tiết, quản trị cái tài nguyên nước thông qua các công trình thủy lợi là hết sức quan trọng. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, việc đầu tư hệ thống công trình thủy lợi cần một nguồn kinh phí rất là cao. Vì thế đòi hỏi khi đưa vào vận hành khai thác phải đảm bảo phát huy được hiệu quả cao nhất. Vì thế vấn đề điều tiết nguồn nước liên vùng, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng và nhiều giải pháp đồng bộ khác mới có thể giúp cho phát huy được hiệu quả của công trình thủy lợi như mong muốn của chúng ta và góp phần quan trọng trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ổn định đời sống dân sinh. Và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành cho Báo Nông nghiệp Việt Nam cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.